chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời, xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa trần thế, xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung ước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm, mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung bước đường chân. Cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn, thân con yêu đuối. Một đời gian nan từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi lại Ngài quên đi biết bao tội đời, cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời
ở lại bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn, thân con yêu đuối, một đời gian nan, từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Giờ này xa đi, lại ngài quên đi biết bao tôi đời, cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời. Yeah.
chưa vô. Giờ này bao chụp lát nữa đâu chụp. Giờ này bao chụp đâu. Anh nhón lên xíu cho nó cao xíu cho thấy cho rõ đó. Thank you.
mà chúng tôi cho thiên hạ bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hối thánh dạy, thì con kính vâng phàng vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng mà phán truyền cho hội thánh. Amen. Xin Chúa trời ơn Chúa trời đời, vì Chúa là đấng kết tác và là vô cùng, mà phán Chúa sự ấy chẳng có thể nào sai được. Amen. Hãy Chúa con kính mến Chúa làm ơn sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng con có trong lành vô cùng, bởi vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa con, Chúa sự sống và sự chết thật gần gũi. Giê-xu Ba-tô-lô-mê-ô cũng nhắc chúng ta nhớ Thiên Chúa đã dựng nên con người từ tro bụi để được Ngài tái tạo thành thân xác mới mẻ diễn lợi hơn trong thế giới mới sau này. Nhân dịp này chúng ta hãy suy niệm một chút về thân phận con người. Ơi người, hãy nhớ mình là người con, một mai người sẽ trở về người con. Ôi thân phận của con người, cửa phòng hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến ra sắc màu. Ơi người, hãy nhớ lạy Cha, Cha đã dạy chúng con biết rằng trong ngày cuối cùng của lịch sử, phân xét mọi người đã chết điều kẻ trỗi dậy, kẻ dữ sống lại trong ô nhục, người lành sống lại trong vinh quang. Chúng con xin phó dâng cho Cha chi gốc này của người anh em tín hữu chúng con là anh Bartolomeo, mà dù hôm nay đã trở nên như nắm tro tàn, thì chúng con vẫn tin tưởng rằng mai sau sẽ sống lại trong cuộc sống mới. Chúng ta hứa trong các sách Sáng Thế Xuất Hành và Giô-su-a, ông Giô-se đã lưu lại ở Ai Cập, ông cùng với gia đình cha ông. Giô-se thọ được 110 tuổi. Ông nói với anh em, tôi sắp chết nhưng Thiên Chúa sẽ đến thăm anh em và cho anh em lên khỏi xứ này mà về lại đất Ngài đã rời hứa. Chốt tôi ra khỏi đây. Thế rồi khi vua Pha-ra-ô thả cho dân đi, ông Mô-xê đã đem hài cốt ông Giu-xê theo. Chúa thiên lành, người thường dân tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên lòng hòa thanh người cho tôi được nghỉ ngơi, trên dòng xuôi mát người tăng sức cho tâm hồn. Anh chị em và đồng bọn mong mến, ông Giu-xê đã xin các anh em của ông được bỏ rơi hài cốt ông. Về sau, con cháu và đồng bào ông đã nhớ lời ấy và đưa hài cốt ông theo họ. Hôm nay chúng ta đưa di cốt của anh Bartolomeo về trong mái ấm gia đình, cũng là muốn giữ kẻ chết và người sống được thêm gần gũi trong cầu nguyện các thánh thông tâm. Chúng ta cùng cầu nguyện cho việc này gia tăng tình yêu và lòng đạo đức cho mọi người trong gia đình. Đồng thời trong việc này chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho hương cầu nguyện quá cố. Xin trọng đồng đáp, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã thương anh Bartolomeo được làm người và làm con Cha. Cha đã ban cho anh Bartolomeo muôn vàn ơn lành suốt cuộc đời. Giờ đây khi đã gọi anh Bartolomeo về với Cha, Cha cầu cho di cốt của anh Bartolomeo được gần gũi với người thân. Chúng con xin dâng lời ta ơn Cha. Tôn luyện, giờ đây chúng con dâng lên Cha mọi cố gắng, mọi lỗi lầm của anh Bartolomeo và của mọi người chúng con. Xin Cha cũng thường lấy lửa yêu mến và thiêu đốt và thánh tẩy. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đón được lá mọi người nữ và Giê-xu con lòng và đón được lá. Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ có linh hồn Bartolomeo được lên trong nghỉ ngơi.
chúng con sống dù chúng con chết, chúng con đều thuộc về Cha. Chúng con xin phó dâng mọi người thân yêu của chúng con còn sống cũng như đã qua đời trong bàn tay yêu thương của Cha. Xin Cha hãy đường lại. Còn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đêm mai nhiều vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tình còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mộ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nản tay. Còn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình, mai sau sẽ được cùng sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống liền quên. Chúng con trong tay đất thánh đất nghe Chúa trời, xin chớ nghe chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan như thôn được tử tầm sinh cùng sinh nay. Là Chúa chúng con ra khỏi mọi sự nhớ amen. Trong thánh tay tìm được Chúa Giêsu thương xót chúng con, hay trái tim cực thánh
Rồi xong rồi bà cố thôi mời gia đình đi ra đi di quan ra đi. Ra đi ra đi. Thì cứ đi ra đường xong mình tính.
Kính thưa Công đoàn, hôm nay ngày 27 tháng 9, cháu Hồ Nhớ Thắng Kinh Sơn Phao Tô Liên Bộ, ngày sinh năm 1518 tại Đức Pháp. Chúng ta dâng thánh lễ sáng hôm nay hiệp ý cầu nguyện cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta được chuẩn bị tâm hồn thật sâu sắc để mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi của mạng giáo xứ. Chiều hôm nay chúng ta sẽ có giờ để hồi tâm, sám hối và lắng dành ý thức hòa giải. Chúng ta xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta được lòng đến sâu sắc để chúng ta đáp mừng lễ, để được ơn của Chúa ban cho chúng ta qua chương trình Đức Mẹ Mân Côi. Trong ngày thứ tư, chúng ta cùng xin tất cả chúng ta truyền cầu của Chúa ban ơn cho chúng ta. Hôm nay, trong một cách đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Bartolomeo thỉnh nhân ngày cải táng, cầu cho linh hồn Phêrô, cầu cho linh hồn Phêrô linh nhân ngày lễ dỗ Dominico tỉnh dỗ linh hồn Anna Thảo. Với tất cả những ý chỉ đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm thống hối để xin Chúa thương tha thứ những lỗi và tội lỗi để chúng ta xin ra từ làm mọi điều này. Tôi tu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã bàn hồi nhiều trong tư tưởng lời nói thì là và những điều như so đổi lại tôi mọi lần thì vậy tôi xin nhận là ai ai đọc lời lòng chân cái tinh thần cái thân và anh chị em toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Một số người sống sót và cho chúng con được một
Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu tụ họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi quỷ và các thứ bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Đức Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, mang bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Thế người ta không tiếp đón anh em thì hãy ra khỏi thành. Anh em hãy giữ bùa chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi rạo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời gọi chúng ta nhìn lại chính con người, thái độ và cách sống của chúng ta đối với sứ mệnh và lời mời gọi của Chúa. Đặt trường hợp nếu Chúa Giêsu mời gọi, mỗi người sẽ phản ứng và đáp trả lại như thế nào? Có thể nhiều người trong chúng ta sẽ không chấp nhận được cái lời mời gọi của Chúa Giêsu đi làm việc của Bồ mà không mang cho mang cái gì hết, vì cũng không có gậy, cũng không có áo, thì chỉ được mặc một cái. Và đi dọc, nếu mà ngày hôm nay Chúa cũng chiêu mời chúng ta như vậy thì chắc chắn là đi. Và anh chị em thấy rõ ràng được ngày hôm nay hơn gọi càng ngày càng cảm xúc, là bởi vì sao? Bởi vì cái đời sống theo Chúa nhìn nhận như vậy khó. Đây là sự khôn ngoan của Chúa. Tại sao lại khôn ngoan? Bởi vì khi Chúa Giêsu sai các tớ đồ ra đi rao giảng Đức Thiên Chúa, trước hết Chúa đã cầu nguyện cho các con. Chúa đã cầu nguyện để xin Chúa Cha ban ơn thánh hóa và giúp sức cho các con. Không những cầu nguyện, Chúa còn ban cho các con sức mạnh và quyền lực trên ma quỷ, trên bệnh tật. Đây là điều mà chỉ có Thiên Chúa làm mà thôi. Nhưng giờ đây Chúa lại ban cho các tông đồ. Đây là mấu chốt của ơn gọi là Kitô là con cái Chúa, là con đề Chúa Kitô. Con người của chúng ta thường nghĩ rằng mình sống ở trần gian này mình có thể làm được cái này, làm được cái kia, là bởi vì chúng ta có điều kiện, chúng ta có sức mạnh, chúng ta có tiền bạc, có của cải, có địa vị. Nhưng anh chị em không phải như vậy. Những gì mà chúng ta có được chính là do ơn Chúa thương ban cho chúng ta. Do đó khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ra đi làm việc sứ vụ có cái cách mà Chúa mời gọi, thì cho chúng ta thấy ở đây Chúa dạy cho các môn đệ biết rằng các con không có gì để bám víu vào, nếu có làm được cái điều gì cũng là Chúa thương ban cho. Nhìn lại trong cuộc sống đời Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Ai trong chúng ta dám tự hào rằng mình làm được cái gì cho Đức Thiên Chúa, làm được gì cho anh chị em của mình? Chắc chắn chúng ta chẳng là gì, bởi vì chúng ta là con người yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta có làm được thứ gì thì cũng là do Chúa ban cho. Do đó lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại con người và cách đáp trả của mỗi người chúng ta đang làm sao. Ngày hôm nay chúng ta cùng lễ thánh Vincent Fonolico là đấng sáng lập chồng Vincent và chồng được từ bác ái. Ngài đã dành trọn suốt cả cuộc đời để phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em, đặc biệt những con người nghèo. Đi đến đâu Ngài cũng đem Chúa đến cho anh chị em. Không phải Ngài đem chính cái con người và sức mạnh của Ngài, nhưng mà đem Chúa Kitô là đấng mà yêu thương và phục vụ người nghèo. Các đặc biệt sáng hôm nay chúng ta đang lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Nhiều người xin thầy chỗ và đặc biệt đối với gia đình cầu nguyện cho linh hồn Bartolomeo nhân ngày
khi con người của chúng ta đến trong lần trang này với hai bàn tay trắng, thì khi chúng ta ra đi, chúng ta cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Dù chúng ta có ở đâu, dù chúng ta có làm việc gì, dù có của cải trường hạng hay nhiều việc như thế nào, chúng ta cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Thì cuộc sống của chúng ta khi rời khỏi đời này với cái chết thì thật là rất hạnh phúc. Nhưng chỉ có những ai tin vào Chúa Kitô, những ai sống và bám víu vào Đức Giêsu Kitô, thì khi đó con người mới thực sự hạnh phúc. Và chúng ta khi trải qua cái chết của cuộc đời này, chúng ta chị em, khi chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta hãy học theo cách lời mời gọi của Chúa Giêsu, biết sống thanh thoát với những của cải trần gian này, biết chọn Đức Kitô và bám víu vào Ngài để thực thi theo những sứ vụ mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Nhờ đó, khi chúng ta kết thúc hành trình trong cuộc đời này, chúng ta khỏi phải vướng bận, chúng ta khỏi phải đau buồn hay là tiếc nuối những cái gì mà chúng ta có lại, bởi vì chúng ta đã có Chúa là kho tàng và hạnh phúc và đến điểm cuộc đời trong chúng ta. Chúng ta xin Chúa qua chính thánh lễ này với lời cầu từ của Thánh Vinh Sơn Phaolô với Thánh Chúng Xe trong ngày thứ tư để cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta trong giáo xứ chuẩn bị tâm hồn sốt bên để đón nhận bí tích hòa giải, để nhờ đó tâm hồn của chúng ta được trong sạch, để nhờ đó tâm hồn của chúng ta được hòa giải lại với chính Thiên Chúa và luôn luôn Chúa vào sự của Chúa ra. Chúng ta cùng nguyện ý để cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy Chúa, xin nhân hồi Thánh Chúa lan rộng các hoàng cầu để kiện toàn hội thánh trong nước quên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bạn quy tụ chúng con đã đến chuyển trong tình thương của Chúa. Xin cho nghe tại được và hướng đến sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được lòng ứng xử sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đời lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được căn lời và tôn vinh Chúa nhờ Jesus Kitô con Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Chúng ta xin Chúa làm phép học mộ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin an nghỉ trong ngôi mộ 3 ngày. Chúa đã thanh hóa phần mộ mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần học mộ này làm gia tăng niềm hy vọng sự sống. Xin Chúa thương cho tôi, tớ Chúa là Bartolomeo được yên nghỉ trong ngôi học mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống và sống lại, chiêu sáng làm cho tôi, tớ Chúa được phục sinh. Và trong ân vinh quang chiêu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn tay ân sáng vinh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Anh chị em rất thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta là Bartolomeo. Chúa đã cọc tương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho người anh em chúng con được sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người tổn biết lòng thông hôi, xin thương đưa người anh em chúng con về nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con là Bartolomeo được thanh tẩy nhờ nước rửa tôi, được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận người anh em chúng con vào xô ca khăn và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tiệc bình và mau thân Chúa. Xin thương nhận người anh em chúng con vào bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con và những người thân đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cây được sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện lời tin mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, được Cha tha sáng, được Cha thì đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự ác. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa thương xót tôi, tớ Chúa là Bartolomeo đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Bartolomeo được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn phương chiếu soi lên linh hồn Bartolomeo. Từ chôn lên mình u tối, phong tiếng bao linh hồn con tan, niềm thần tin dâng mẹ nhân ái. Mong ước với tha nhân u hoài đời.
Kính thưa quý cha, thầy, quý sư, kính thưa hội đồng giáo xứ, quý hội đoàn, ban Tobia, ca đoàn Lucia, kính thưa quý thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, gia đình tang quyến chúng con xin chân thành tri ân quý cha đã quan tâm và cầu nguyện cho linh hồn Bartolomeo Trương Ngọc Thịnh trong những ngày qua. Đặc biệt hôm nay cha đã dâng thánh lễ cải táng cho người thân của chúng con nơi quê hương tấm tài này thật sốt sắng. Xin Chúa ban muôn hồng ân cho quý cha trong sứ vụ mục tử. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn thầy sứ, quý sơ, hội đồng giáo xứ, quý hội đoàn, ban Tobia, ca đoàn Lucia, quý bà con họ hàng xa gần trong thân tộc, quý bạn hữu, cùng toàn thể quý vị. Vì tình thương mến, quý vị đã không quản ngại đường xa và thời giờ quý báu đến tư gia kính viếng, cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ cho linh hồn Bartolomeo tại nghĩa đường quê hương nơi mà Bartolo sinh ra. Gia đình chúng con xin tri ân và vô cùng biết ơn với mối ân tình của quý cha và toàn thể quý vị đã dành cho Bartolomeo. Gia đình chúng con luôn trân quý và ghi nhớ. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành hồn xác trên quý cha và toàn thể quý vị. Kính xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho Bartolomeo sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Một lần nữa, gia đình chúng con đồng bái tạ. Thank you.